Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Nhiều địa phương miền núi Quảng Trị bị chia cắt, cô lập do mưa lớn gây lũ. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, ba hồ thủy điện ở Bình Phước buộc xả lũ. Tạm đình chỉ cảnh sát có hành vi bạo lực với nam sinh. Trận cầu thiện nguyện giữa các huyền thoại Dortmund và đội các ngôi sao Việt Nam. Thưa quý vị, sau bão, các tỉnh miền Trung lại chật vật đối phó với tình trạng lũ do mưa lớn. Nhiều địa phương miền núi Quảng Trị đang bị chia cắt do mưa lớn ở phía thượng nguồn. Các phương án phòng chống lũ quét, lũ ống, ngập lụt gây chia cắt đã được tỉnh Quảng Trị triển khai ứng phó. Trên địa bàn huyện Đắk Rông hiện có khoảng hàng chục ngầm tràn bị ngập sâu từ 1 đến 3 mét, hơn 1.400 hộ dân bị chia cắt. Nhà chức trách cũng đã di dời hơn 2.000 hộ dân nguy cơ bị ngập lụt lên vùng cao. Bên hỗ trợ ở ba cạn mì tôm ngày hôm qua cho bà con ở đây ăn. Lực lượng đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm cũng như là nhiên liệu và nhu yếu phẩm để đảm bảo cho người dân ít nhất là trong thời gian 1 tuần đến 10 ngày. Huyện Hướng Hóa cũng đang có nhiều xã bị chia cắt, cô lập do nước dâng lên. Các đơn vị ở cơ sở đã triển khai lực lượng ngăn không cho người dân qua những khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới ở Quảng Trị đã đến các điểm bị chia cắt, hỗ trợ lương thực, giúp người dân yên tâm trong giai đoạn nước lũ đang lên. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ chiều qua, bão số 4 đã gây thiệt hại như sau. 16 người bị thương, 76 nhà bị sập, 2.601 nhà bị hư hại, tốc mái, 36 điểm trường bị ảnh hưởng, 66 hecta lúa, 558 hecta hoa màu bị ngập, hơn 4.800 cây xanh bị gãy đổ, một ghe, 4 tàu nhỏ bị hư hại, chìm tại khu neo đậu, 37 vị trí sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, một số tuyến đường giao thông địa phương và 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi, 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời, dự kiến đóng điện trở lại trước 17 giờ ngày 28 tháng 9. Về việc đi lại bằng đường sắt đến 11 giờ trưa qua, các đơn vị đã hoàn thành việc cứu chữa khắc phục giải phóng xong chướng ngại vật trên đường sắt, đảm bảo giao thông thông suốt. Từ tối qua, tàu đã chạy lại bình thường trên tất cả các tuyến. Tiếp theo là một thông tin rất đáng quan tâm đối với người dân sinh sống ở vùng hạ du sông Bé trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hiện nay, cả ba hồ chứa thủy điện gồm Thác Mơ, Cần Đơn và Scrofo-Miên đã tích nước đạt cao trình thiết kế. Trong khi lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, buộc đơn vị vận hành phải xả lũ để đảm bảo an toàn đập. Chuyển sang các thông tin khác, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết trong hai ngày cuối tuần ngày 1 và ngày 2 tháng 10, nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cúp nước, nước yếu. Lý do công ty cấp nước bảo trì nhà máy nước và trạm bơm nước thô từ sông Sài Gòn. Theo thông báo, để bảo dưỡng trạm bơm nước thô Hòa Phú, huyện Củ Chi và nhà máy nước Tân Hiệp, nên từ 22 giờ ngày 1 tháng 10 thứ Bảy đến 4 giờ ngày 2 tháng 10 chủ nhật, một số quận huyện thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cúp nước. Trong đó có toàn bộ quận Bình Tân, một số phường của các quận Tân Phú, Tân Bình, quận 6 và một số xã thị trấn của huyện Bình Chánh. Cùng với đó, tình trạng nước yếu cũng sẽ xảy ra tại nhiều địa bàn phường xã của các quận huyện, quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh và toàn bộ huyện Hóc Môn. Trong thời gian này, các đơn vị cấp nước đã lên phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu, đồng thời sẽ điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế. Đại dịch COVID-19 làm thay đổi rất nhiều thói quen mua sắm. Tại Việt Nam, người tiêu dùng nhanh chóng thích nghi với việc mua sắm và tìm kiếm trải nghiệm thông qua các nền tảng khác nhau. Doanh nghiệp bán lẻ buộc phải tìm kiếm giải pháp tối ưu trên các kênh online lẫn offline. Theo khảo sát gần nhất của Google, 8 trên 10 người tiêu dùng ở Việt Nam là người tiêu dùng mua sắm và tìm kiếm trải nghiệm đa kênh như nền tảng thương mại điện tử, website và trang mạng xã hội chính thức của thương hiệu, quảng cáo trực tuyến. Tỷ lệ này cũng đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Người tiêu dùng họ được đánh giá sản phẩm thông qua từ online xuống offline chẳng hạn. Thay đổi đó nó đòi hỏi những cái công nghệ để chúng ta có thể có phương pháp chăm sóc khách hàng mới hơn. Ba cái thành tố từ sáng tạo, dữ liệu và truyền thông nó phải cần được kết nối với nhau một cách cực kỳ chặt chẽ thì mới đem lại được một cái hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp. OmniNext 2002 do Purpose.an khởi xướng từ năm 2018, kết hợp cùng với các đối tác như Google, Ansomi, Unbody và Smart OSC, mang đến cho các doanh nghiệp bán lẻ những bộ công cụ và giải pháp thiết thực, tích hợp sức mạnh của nội dung, công nghệ và dữ liệu khách hàng,
nhằm đồng hành và thúc đẩy thương hiệu tăng trưởng trong kỷ nguyên digital và thương mại xuyên kênh hợp nhất. Thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, 8 tháng đầu năm đã có trên 95.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, dẫn đầu là thị trường Nhật Bản, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và một số thị trường khác. Sau gần 2 năm chờ đợi, gần 100 lao động này đã được xuất cảnh. Nghe được tin quay trở lại Nhật, đầu tiên bọn em cũng rất vui, tại vì khoảng thời gian chờ đợi cũng rất là dài rồi. Thời gian qua, nhiều nước đã chủ động đàm phán với Bộ để mở rộng phạm vi hợp tác lao động việc làm. Điển hình như lễ ký kết bản ghi nhớ về chương trình phái cử tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật. Hàn Quốc cũng tăng chi tiêu tuyển dụng thuộc chương trình EPS lên 59.000 lao động. Trong đó tập trung ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan 90.000, còn lại là các thị trường như Hàn Quốc thì khoảng 1.700, Singapore 1.500 và một số các thị trường khác nữa. Đặc biệt, việc kịp thời nắm bắt các thông tin kiểm soát dịch bệnh, chính sách, quy định mới của các nước tiếp nhận lao động Việt Nam đã giúp cho hoạt động liên quan đến xuất khẩu lao động gần như phục hồi rất nhanh. Tiếp theo trong chương trình, Công an Gò Vấp phát thông báo truy tìm kẻ bỏ trốn sau khi chém lìa ngón tay đối thủ tại quán cà phê Cá Coi. Triệt phá đường dây sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Bỏ trốn sau khi chém lìa ngón tay đối thủ, Hoàng Trịnh Giải đang bị Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo truy tìm. Giải bị tình nghi là chủ mưu trong vụ chém nhau tại quán cà phê Cá Coi trên địa bàn vào đêm ngày 7 tháng 9. Bài học cho hành động ngông cuồng của một số thiếu niên, chỉ vì những thách thức bồng bột mà kẻ phải bỏ trốn, người thì mang thương tật vĩnh viễn. Theo điều tra, Hoàng Trịnh Giải cho bạn gái tên A, nhân viên quán cà phê, mượn tai nghe Bluetooth. Chiếc tai nghe sau đó bị DVA, 15 tuổi, làm chung với A, làm rơi xuống hồ cá. Thiếu niên này không bồi thường mà còn thách thức A gọi bạn trai đến nói chuyện. Nghe bạn gái kể lại, Giải bực tức gọi thêm 7 người khác mang hung khí đến quán cà phê tìm DVA. Khi đến thì nhóm của Giải bị DVA cầm mã tấu đuổi chém. Sau hỗn chiến, DVA bị chém đứt liền ngón tay. Công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm gây án, riêng Giải bỏ trốn. Và thật khó để thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng thực thi pháp luật. Công an huyện Tam Nông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Tô Thị Tuyết Hồng sau hơn một năm lẩn trốn. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021, Hồng cùng Trương Tuấn Khanh đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau đó, Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồng, thì bị can bỏ đi khỏi địa phương. Riêng Khanh đang bị Công an tỉnh Long An khởi tố về hành vi giết người, cướp tài sản. Quá trình truy nã, lực lượng công an đã bắt được Hồng đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Về vụ cảnh sát giao thông thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có hành vi bạo lực với các nam sinh. Tối ngày 28 tháng 9, Giám đốc Công an tỉnh cho biết cả tổ công tác 4 người đều đã bị tạm đình chỉ công tác để xác minh. Đại tá Lâm Thành Sơn cũng yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm minh. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra chiều 25 tháng 9, đội cảnh sát giao thông tuần tra cơ động của thị xã phát hiện hai nam sinh đi xe mô tô trên 100 phân khối nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam sinh cầm lái không chấp hành mà còn lạng lách đánh võng ép xe của cảnh sát. Tiếp đó, em này đã tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải thì bị buộc dừng trước một nhà kho. Hai cán bộ công an truy đuổi đã đánh đập hai em học sinh, nhất là với em điều khiển phương tiện. Vì có liên quan, cả tổ công tác 4 người đều đã bị tạm đình chỉ công tác để xác minh. Sau khi sự việc làm rõ, công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm người sai phạm. Ai sai mức độ nào sẽ bị kỷ luật thích đáng đúng mức độ đó. Ngụy trang ma túy trong các gói đựng bánh kẹo mang các nhãn hiệu nước ngoài chưa qua sử dụng, sau đó gửi qua đường bưu kiện hàng hóa vận chuyển về Việt Nam. Thủ đoạn của Lê Phước Thành sinh năm 1996 quê An Giang đã bị công an tỉnh Bình Dương phát hiện sau hàng tháng điều tra theo dõi. Ngày 28 tháng 9, Thành đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, khoảng tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp
với số lượng lớn từ nước ngoài về Bình Dương để tiêu thụ. Tiến hành theo dõi tại thành phố Thuận An, lực lượng chức năng bắt quả tang Thành cùng 5.400 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 2,1 kg cùng nhiều tang vật khác. Qua làm việc ban đầu, cả buôn lậu khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về Việt Nam để tiêu thụ trong nước. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cũng liên quan đến chất gây nghiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa triệt phá đường dây sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy do Trương Ngọc Kỳ, 46 tuổi cầm đầu. Những kẻ trót dính vào nàng tiên nâu không biết rằng từ lâu họ đã là mục tiêu của các lực lượng phối hợp chống ma túy của địa phương. Vào khoảng trưa ngày 27 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Bến Đá, Công an tỉnh và Công an phường 1 đột nhập vào căn nhà số 105 đường Lý Tự Trọng, phường 1. Tại đây, Trương Ngọc Kỳ cùng 4 đối tượng khác bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 6 gói heroin, 3 gói cần sa khô, tất cả có tổng trọng lượng là 400 gram, cùng với đó là một cân tiểu ly và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Trong những ngày qua, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh và chính quyền địa phương vẫn tiếp nhận hàng trăm lao động tự do ở Campuchia xin làm thủ tục nhập cảnh về nước. Hiện phía Campuchia đang tiến hành các đợt truy quét lao động bất hợp pháp tại các cơ sở công ty cờ bạc trá hình. Để đối phó, chủ các cơ sở này đã tìm cách đưa người lao động đi nơi khác trốn. Lợi dụng điều này, hàng trăm lao động tự do người Việt đã tìm cách tháo chạy về nước. Có lần cái bữa bị truy quét á, rồi nó đưa vô trong nhà nghỉ. Cấp xe là cái bữa mà bảo vệ nó không được phòng á, mấy em trốn mới chạy. Ngoài công tác xác định thân nhân, lai lịch, lực lượng chức năng còn phải tăng cường cảnh giác, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng trà trộn xâm nhập vào trong nước, đồng thời tăng cường tuyên truyền về những mối nguy hiểm khi lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, không được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, họ còn phải cung cấp đủ nhu yếu phẩm và đẩy nhanh công tác xác minh thân nhân, lai lịch để những người lao động tự do sớm được trở về địa phương. Trở lại chương trình với thông tin quốc tế cập nhật trong đêm. Thưa quý vị, sau khi đánh sập mạng lưới điện của Cuba, bão Ian tiếp tục đổ bộ vào bang Florida của Mỹ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ ngày 28 tháng 9 cho biết bão Ian đã mạnh lên cấp 4 với sức gió lên đến 241 km/h. Vịnh Tampa của Florida là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng. Thống đốc Florida Ron DeSantis cảnh báo đã hết thời gian để người dân tại 4 hạt ven biển di tản, yêu cầu người dân mau chóng trú ẩn trong nhà. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cũng cảnh báo bão Ian sẽ gây ra những trận sóng rất lớn đánh vào ven biển. Mưa nặng hạt do bão có thể gây ngập lụt cao 4 mét, gió giật mạnh và cả lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão, không chỉ các cơ quan công ty phải tạm đóng cửa, mà NASA cũng phải hoãn phóng tên lửa lên mặt trăng. Chính phủ Iceland sẽ dành 11 tỷ euro, tương đương 10% tổng ngân sách của năm tài khoá 2023, cho các chính sách nhằm giúp đỡ người dân và doanh nghiệp đối phó với lạm phát, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao. Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Iceland thông báo trước Quốc hội nước này vào hôm 27 tháng 9. Nhiều người dân và doanh nghiệp đã và đang bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao. Trước đây là việc Đức Anh rời khỏi EU hay Brexit, sau đó là đại dịch Covid-19, và bây giờ là cuộc chiến tại Ukraine. Chính vì vậy, chính phủ đã buộc phải bộ chi ngân sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Hy vọng rằng các chính sách sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại. Số tiền này bao gồm khoản hỗ trợ 6,9 tỷ euro đã chi trong mùa hè này, cộng thêm khoản chi bổ sung 4,1 tỷ euro trong thời gian tới. Chính phủ Iceland dự tính sẽ chi hỗ trợ khoảng 600 euro cho mỗi gia đình và khoảng 10.000 euro cho doanh nghiệp đối với các hóa đơn năng lượng hàng tháng. Được biết, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra tháng 2 năm nay, giá năng lượng cùng thực phẩm trên thế giới đã tăng mạnh. Tại Iceland và nhiều nước châu Âu khác, các gia đình đang gồng gánh chi trả cho hóa đơn năng lượng. Trong tương lai, chiếc bánh bí ngô của bạn đang ăn sẽ có thể có lượng khí thải carbon thấp hơn. Tại sao lại nói như vậy? Vì hiện các nông dân trồng bí ngô tại Mỹ đang áp dụng các kỹ thuật tái sinh để giảm lượng khí thải, thu hút các loại thụ phấn như ong và bướm, cũng như cải thiện chất lượng đất trồng trọt. Tại các trang trại ở bang Illinois, nơi cung cấp 85% bí ngô đóng hộp trên thế giới, nông dân đang áp dụng các kỹ thuật tái sinh. Trọng tâm của phương pháp canh tác này là đảm bảo sinh vật sinh sôi trong đất bằng cách giảm cày xới, giúp giữ các loại bọ, các chất dinh dưỡng và carbon trong đất, cùng với luân canh, giảm sử dụng hóa chất và phân bón tổng hợp. Với kỹ thuật canh tác tái sinh, chúng tôi chỉ làm việc khoảng một lần vào mùa xuân. Ngoài ra, chúng tôi còn tiết kiệm được kha khá như đất chẳng hạn, không bị xói mòn do dùng hóa chất hay phải sử dụng dầu diesel, một thứ khá đắt đỏ trong năm nay.
ngày càng nhiều trang trại muốn áp dụng phương pháp này. Các nhóm bảo vệ môi trường nói rằng các công ty thực phẩm đã nhận ra họ phải hành động sau khi chứng kiến tình trạng nhiệt độ cực đoan và hạn hán do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia khảo cổ Colombia vừa nhận lại 274 hiện vật cổ có bề dày lịch sử trải dài khoảng 1.500 năm của thời kỳ tiền Colombia từ nhà chức trách Mỹ. Việc hồi hương các cổ vật diễn ra ngay sau chuyến thăm New York của Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhân kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các cổ vật được hồi hương lần này bao gồm các đồ gốm sứ, bình lọ, vòng đeo trang sức của dân tộc bản địa, có niên đại từ năm 500 trước công nguyên đến năm 500 sau công nguyên. Những hiện vật được hồi hương lần này được thu hồi từ các vụ thu giữ, hoàn trả của các nhà sưu tập đồ cổ. Một số đồ vật đã bị đánh cắp và mua bán trái phép, sau đó bị cảnh sát bắt giữ trong các chiến dịch truy quét tội phạm. Hiện vẫn còn nhiều cổ vật của Colombia bị thất lạc, đa số đang ở nước ngoài. Chính quyền Colombia đang nỗ lực để hồi hương 730 hiện vật quốc gia. Theo UNESCO, việc buôn bán bất hợp pháp các vật thể văn hóa trên thị trường chợ đen quốc tế có giá trị lên đến gần 10 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi ra mắt vào năm 2000 tại Mỹ, giải đua xe tự chế Red Bull Swap Boss Race đã được tổ chức hơn 100 lần ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Sự kiện thu hút đông đảo người theo dõi nhờ sự sáng tạo của các thí sinh và tính giải trí của cuộc thi. Cuộc đua mới nhất vừa diễn ra tại thành phố Almaty của Kazakhstan. Đến với Swap Boss Race, các thí sinh hóa trang bản thân mình và thiết kế xe theo rất nhiều chủ đề. Yêu cầu dành cho các phương tiện dự thi là do các thí sinh tự tay làm, có thể được bẻ lái và thắng, và không có động cơ. Các giám khảo cho điểm dựa trên độ thẩm mỹ, tốc độ và quãng đường mà xe đi được. Tại cuộc đua này, việc các phương tiện tông vào hàng rào rơm hay rơi rớt các bộ phận sau khi qua các chướng ngại vật là chuyện bình thường. Chiến thắng sau cùng thuộc về phương tiện mô hình đồ chơi Meccano. Chiếc xe này đã hoàn thành quãng đường đua và nhận điểm 10 tối đa từ các giám khảo. Trở lại với thông tin văn hóa trong nước, sau 10 năm được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, giờ di tích văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang đang được xét công nhận di sản văn hóa thế giới. Đây là một trong những hoạt động khẳng định bước chuyển mình giúp công chúng rõ hơn về nền văn minh Ốc Eo rực rỡ. Ốc Eo Ba Thê được biết đến như một nền văn hóa cổ đại của vùng đất Nam Bộ những năm đầu sau công nguyên. Qua nhiều lần khai quật, tại tỉnh An Giang có hơn 80 di tích được phát hiện. Di tích Ốc Eo Ba Thê được xác định là một đô thị cảng thị, một trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Vương quốc Phù Nam xưa. Hơn 200 hình ảnh tư liệu quý vừa được Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang công bố để công chúng có dịp tìm hiểu và khám phá di chỉ văn hóa Ốc Eo. Hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành xong cái giai đoạn 1 xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới. UNESCO ở Paris, Pháp đã cho đăng trên cái website của UNESCO ra coi như là cả thế giới sẽ đề xuất trong cái danh mục là di sản văn hóa thế giới trong tương lai. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang còn mong muốn hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù về nền văn hóa Ốc Eo. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, Việt Nam thắng đậm Hàn Quốc tại trận ra quân vòng chung kết giải Futsal châu Á Asian Cup. Nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu sau khi lái xe máy tông vào rào chắn công trình. Phần thông tin thể thao tiếp theo trong chương trình sẽ được gửi đến quý vị khán giả qua phần trình bày của anh Thái Ân. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn Phạm Thanh và Như Yến. Thưa quý vị, trong trận giao hữu thiện nguyện tối ngày 28 tháng 9, các huyền thoại Dortmund thể hiện đẳng cấp của mình và giành chiến thắng 4-1 trước đội các ngôi sao Việt Nam. Các huyền thoại Dortmund chơi lấn lướt từ những phút đầu. Hai bàn cách biệt lần lượt trong 7 phút do pha lập công của Emladen Petric và David Odonkor. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà có bàn thắng khép lại tỷ số. Quỳnh Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Công Vinh thực hiện thành công pha penalty, cũng là bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà. Sang hiệp 2, đội khách tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 60, Petric hoàn tất cú đúp của mình, trong khi Odonkor kiến tạo cho Zidane ghi bàn ở phút 64, đem về chiến thắng cuối cùng 4-1. Các cầu thủ tham gia trận cầu thiện nguyện mang tên True Love để gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đêm qua, Việt Nam đã thắng đậm Hàn Quốc tại trận ra quân bảng D, vòng chung kết giải Futsal châu Á Asian Cup diễn ra ở Kuwait. Ngay giây thứ 22, Shin Jong-hoon tung volley từ quả phạt góc của Kim Yun-young, Hàn Quốc vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi gỡ hòa. Cũng trong một tình huống phạt góc, Nguyễn Minh Trí dứt điểm, bóng trúng Shin Jong-hoon, đổi hướng vào lưới. Việt Nam kiểm soát thế trận trong khoảng thời gian tiếp theo và vươn lên dẫn trước ở phút 14. Trần Thái Huy đi bóng qua hai cầu thủ đối phương rồi dứt điểm, bóng một lần nữa đập vào một cầu thủ Hàn Quốc rồi vào lưới. Một phút sau, Minh Trí trả bóng về để Phạm Đức Hòa nâng tỷ số lên thành 3-1. Sang hiệp 2, Việt Nam có thêm hai bàn thắng nữa, cũng lần lượt nhờ công của Thái Huy và Đức Hòa. Thắng 5-1, Việt Nam hiện đứng đầu bảng D nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Ả Rập Xê Út, đội đã bất ngờ hạ Nhật Bản ở trận đấu trước đó. Tiếp theo, Việt Nam sẽ gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 30 tháng 9 và Nhật Bản ngày 2 tháng 10. Thông tin cập nhật, một nam thanh niên đã phải nhập viện cấp cứu vào khuya ngày 28 tháng 9 sau khi anh này điều khiển xe máy tông vào rào chắn công trình. Tai nạn xảy ra trên đường DT743 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sự cố xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút. Công trình rào chắn nằm trong khu vực giao lộ giữa đường DT743 với đường Phan Đình Giót. Nạn nhân khoảng 25 tuổi đi từ ngã 6 An Phú lên ngã 4 Miếu Ông Cù. Tai nạn làm nam thanh niên và chiếc xe máy văng xa nhiều mét. Nạn nhân bị thương nằm bất động, sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận thông tin, công an thành phố Thuận An có mặt xử lý hiện trường. Đáng nói, khu vực này có công trình đang thi công, đường ổ gà ổ voi lầy lội nhưng đèn đường không sáng nên rất nguy hiểm. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào tạm biệt.